Đây, chào mọi người, còn một bình Maru 035. Hồi nay nha mọi người. Đây là cái này nó hơi cấn cấn thôi chứ không phải bể nữa nha mọi người. Cấn cấn bình này còn xài được. Này để cho 300.000 nha, 300.000 xả luôn ha. Đầu máy thì hơi là còn rất là năng, 300.000 nha, máy về xả bán vậy thôi, không bao ship nha, 300.000.